nước chiếm 70% cơ thể con người. Không có thức ăn sẽ mất khoảng 3 tuần cho đến khi một con người suy kiệt. Nhưng không có nước, người ta chỉ có thể sống sót tối đa 3 ngày. Nước không thể thiếu đối với cơ thể con người. Mắt chúng ta sẽ bị khô và đau mỗi khi chớp mắt. Miệng và họng của chúng ta sẽ không thể làm ẩm thức ăn đủ để nuốt chúng, trong khi các khớp sẽ bị tổn thương nặng nề vì thiếu chất dịch lỏng, thứ làm cho nó được linh hoạt. Vì thế, nguồn nước bạn uống có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Đây là lý do tại sao chúng tôi dám thử thách bạn nghĩ lại về nguồn nước bạn đang uống. Bạn có biết rằng người Mỹ đã chi 31 tỷ đô la năm ngoái cho nước đóng chai? Điều tra báo cáo người tiêu dùng có thể khiến bạn suy nghĩ lại về những gì bạn uống. Vâng, vì nước là chất quan trọng nhất trên thế giới và vì sức khỏe là sự giàu có. Cho nên, thay đổi nguồn nước của bạn là thay đổi cuộc sống của bạn. Xin giới thiệu máy nước Energic Kaizen K8, một công nghệ mang tính cách mạng thay đổi cơ thể chúng ta từ trong ra ngoài. Vừa rất nhiều lợi ích như chống oxy hóa, phần cụm siêu nhỏ, loại bỏ cấp tự do, giải độc và nhiều lợi ích khác. Máy Kaizen K8 tạo ra 7 loại nước ion kiềm hóa. Nước uống Kaizen 8.5 pH, 9.0 pH, 9.5 pH. Nước uống trung tính không ion hóa 7.0 pH được dùng để uống thuốc. Nước làm đẹp 6.0 pH không dùng để uống. Nước hoa hồng cho làn da và mái tóc đẹp. Nước có tính axit mạnh 2.5 pH, chất khử trùng, giết vi trùng và vi khuẩn. Nước kiềm mạnh 11.5 pH, loại bỏ thuốc trừ sâu khỏi trái cây và rau củ. Energic Kaizen Water được thành lập tại Okinawa, Nhật Bản bởi ngài Hironari Oshiro vào năm 1974. Kaizen trong tiếng Nhật có nghĩa là trở về với nguồn gốc, một nguồn gốc trước khi có sự ô nhiễm của nước và cơ thể chúng ta. Với hơn 45 năm ổn định và uy tín mạnh mẽ và là công ty đầu tiên trên thế giới có thiết bị nước ion hóa, ngày nay, Energic có mặt ở 174 quốc gia trên toàn cầu và là thành viên của Hiệp hội Chất lượng nước WQA tại Hoa Kỳ. Mọi người đã chi tiêu mỗi tháng cho nước đóng chai hiện tại và 49% nước đóng chai ở Hoa Kỳ chỉ là nước máy tinh khiết. Trong suốt một năm, nếu bạn uống 4 chai mỗi ngày với chi phí trung bình là 2 đô la mỗi chai, bạn sẽ chi gần 3.000 đô la mỗi năm chỉ cho nước uống. Nước từ Energic Kaizen K8 có nước dưới 43 xu một ngày. Với Energic Kaizen K8, bạn sẽ chỉ phải chi 157 đô la mỗi năm. Điều này sẽ khiến bạn có thêm 2.843 đô la trong ngân hàng. Bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về nước Kaizen? Bạn nghĩ sao về việc điều hành công việc kinh doanh của riêng bạn ngay tại nhà, chia sẻ với máy nước Kaizen K8 trên phạm vi quốc tế? Sức khỏe là sự giàu có.